Mùa hè tới rồi, lên ngay TNG Shop.vn, click nhận quân huy hàng ngày, tặng thêm 10% giá trị các bạn nạp thẻ và ra đùm thêm lượng quân huy free nhé. Nếu các bạn gặp sự cố, hãy liên hệ ngay góc bên dưới màn hình để nhân viên hỗ trợ và bồi hoàn lại cho anh em. Nhớ nhé. Xin chào anh em, chính thức chúng ta đã có ngày ra mắt của các bộ trang phục trong Bridge kết hợp với Liên Quân. Yeah. Đó từ mùng 1 tháng 5 nè. Từ mùng 1 tháng 5 chúng ta có bộ trang phục của Ichigo ra mắt trên tất cả các server. Còn các bộ trang phục còn lại nó sẽ khác một chút nhé anh em ơi. Bạn Việt Nam ư, chờ tối nay nhé. Và hé lộ thêm hai bộ trang phục A của Lindith, Siakuso và bộ trang phục đồng phục của Aete. Đây là hai bộ trang phục không phải nhân vật chính nha anh em, chỉ là bộ trang phục trong truyện tranh Bleach mà thôi. Và cùng review các bộ trang phục hợp tác có hiệu ứng nhé. Đầu tiên Ichigo, lữ bố. Wow, liên hoàn tám kích rồi anh em ơi. Chiêu 1 đây rồi. Ôi trời, đỉnh cấp nhỉ, hay là chiêu 2 nhỉ? Mình hy vọng đây là chiêu 1. Và Murat. Nhìn thôi là biết đây là chiêu cuối rồi anh em. Đỉnh thực sự luôn. Còn Bray sao nào? Toshiro. Oh wow, chiêu cuối hóa hình luôn anh em ạ. Đỉnh thật, ông nào không biết tưởng ra ta không nên đấy. Cùng chờ đón ngày cập nhật nào. Cùng hòa chung niềm vui các bộ trang phục mới. Chúng ta đến với review các câu nói dối đáng gờm nhất. Không đi đúng đường là bị khóa nick đó. Anh em nói thật đi, anh em đi rank leo đỉnh cao có đi đúng đường hay không? Anh em tin tưởng tôi đi. Ui, còn nên tin không anh em ơi? Tin thì đéo nào được cả anh em. Vào ngay trận đấu với Asa để xem chúng ta có thể tin tưởng được đội không nhé. Cho nó cơ hội để chúng ta tin tưởng nào. Và trong trận đấu này mình sẽ gửi tới cho anh em và xem sức mạnh của Asa. Đồng thời tại sao Asa lại được hiệu chỉnh cân bằng lại sức mạnh sẽ tất cả trong clip này. Và nếu các bạn nào muốn xem mod skin tất cả các hiệu ứng của các bộ trang phục cùng ngoại hình ở trong in game 5 bộ trang phục hợp tác đó thì các bạn cố gắng chờ đến ngày 27/4 nhá. Để hy vọng là gà rán sẽ up vào ngày đó. Bởi vì ngày cập nhật mà anh em thì chúng ta sẽ nhận được. Đầu tiên là cái đá ma thuật đấy anh em. Nấm bây giờ sẽ không gây nổ, sẽ không gây sát thương. Mà theo đó chiêu 1 ở cái dạng tím cường hoa đó anh em, anh em tung chiêu sẽ gây thêm 20% sát thương. Ui, cũng đáng sợ chứ. Điểm đáng ghét nhất của Aisa tức là tí vị đó anh em. Đây là một vị tướng có năng rỉa rất là khỏe ở dạng đầu game. Đây, chỉ cần như vậy thôi anh em, chỉ cần như vậy thôi đã đủ đáng gờm rồi. Chưa kể là chúng ta đang cầm là gì? Chúng ta đang cầm đó chính là cái lợi và hại. Tốc biến chơi luôn, cố lên tí nỉ, cố lên, cố lên. Trời ơi, con tí nỉ ngu quá anh em ạ. Em không có bắt được, chán thật đấy. Và ở chiêu 2 khiên ma thuật kia bạn gọi tí nỉ về đó thì chúng ta sẽ không còn làm chậm kẻ địch trong 0.5 giây. Tức là trước đây ấy, các bạn khi kéo tí nỉ về thì tí nỉ sẽ tung kẻ địch và làm chậm kẻ địch. Còn bây giờ sẽ xóa bỏ cái nội thại đó. Ui, nguy hiểm thế nhở. Ui, thằng Maloc cấp 4 kìa anh em ơi. Có nên dọn lính không ta? Thôi thì cố gắng dọn lính anh em ạ. Dù chết cũng phải thủ cái trụ chứ đã. Có trụ là được anh em, trụ không mất là được rồi. Như vậy là cũng gọi thành công đi. Chúng ta trợ thủ mà. Phải chơi kiểu hy sinh một tí anh em. Phải chơi hy sinh một tí. Và xa bàn ma thuật tức là chiêu cuối rồi anh em. Bây giờ ta có thêm cái nội tại mới. Chắc là được chuyển từ cái chiêu 2 quá. Đó chính là khi kẻ địch chạm vào rìa của trận pháp chiêu cuối, kẻ địch sẽ bị làm chậm 50% trong 2 giây. Trước đây các bạn thả chiêu cuối ra chỉ là chặn đứng kẻ địch thôi, chứ nó chẳng làm chậm đâu. Còn bây giờ là có nhà ví dụ thế này này. Đây, ví dụ của ông này. Đấy, chạm vào. Đấy, ví dụ đây. Cái thằng Zena ấy, nó chạm vào cái rìa kia, nó bị làm chậm nha anh em. Tôi né luôn, né luôn. Chơi luôn bạn ơi, bạn nghĩ gì vậy? Tôi là siêu tí nị nhá anh em. Ok lung. Hồi tí máu nè. Cấu rìa tiếp. Để cái đòn cấu rỉa mình thích nhất anh em. Lại cấu rỉa tiếp. Ôi dồi ôi, tôi xong rồi anh em. Hình như là em pet nhà mình lên trầu Diêm Vương rồi. Chúng ta phải đợi một chút giây thì mới có thể hồi lại tí nị nhá. Chơi bị tướng Aisa thì các bạn nâng max chiêu 1 cho mình. Và nhớ sử dụng chiêu 2 thật hợp lý. Đặc biệt chiêu 2 nó có thể điều tí nị về. Thứ nhất không chỉ là bảo kê cho anh em đâu, mà nó còn đảm bảo là tí nị không bị kẻ địch hạ. Bởi nhớ rằng không có tí nị ấy, thì khi bạn thả chút cuối hoặc là vận dụng chiêu 1 nó hiệu quả không cao và không lớn. Ngon ăn anh em ơi, ngon ăn luôn. Hãy xem tí nị của tôi biểu diễn anh em. Mình chỉ cần đứng từ xa thôi, tí nị sẽ giải quyết. Trời ơi, nó gọi là EZ anh em ạ. Đánh cái này chẳng khác gì là team mình đang 6 Việt Nam ấy. Đó, anh em biết không, nhiều anh em cứ chê vị tướng tí nị vậy thôi là mình cảm thấy buồn quá. Vậy nên quyết định là chơi luôn một cái trận đấu để mà chứng minh sức mạnh của tí nị nhá. Chết nè bạn ơi, chết ấy, khốn nạn thế nhỉ tí nị ơi. Ôi chết à, chết thật anh em ạ, khốn nạn thật. Thì ra là gà rán nó lừa tôi anh em ạ, nó choi tôi.
Tôi tưởng là tín hiệu của nhà mình thế quái, nó chuyển sang cái trạng thái kiểu gì mà nó bối đời thế. Đang thâm mậu nhẹ đầy máu e dè thì ra làm cái lối bất game thôi anh em ạ. Thật là chán à. Chúng ta lại chuẩn bị con tín hiệu nè. Nhớ cho mình là con tín hiệu này, anh em nhớ phải sử dụng chiêu 2 hợp lý nhá. Không sử dụng chiêu 2 thì anh em phải di chuyển ra khỏi cái vùng mà chúng ta tín hiệu nó tự về được. Đây, bắt cái thằng AD nó trước. Một tín hiệu đợt này có vẻ làm ăn cũng tốt lắm nhá. Chạy 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 chạy. Đây, các bạn thấy cái vòng chưa? Chỉ cần các bạn ra khỏi cái phạm vi vòng này thì tín hiệu sẽ chạy về với bạn. Và tín hiệu sẽ là một vị gọi là cái gì nhỉ? Không thể gọi là vị tướng được. Mà tín hiệu sẽ là một phần tử tuyệt vời giúp cho anh em có thể ăn các mục tiêu như là bùa lính quái hay là cướp bùa lính quái của cái địch, rất là tuyệt vời. Đặc biệt khi bạn ăn rồng và ăn tà thần nhá. Chạy đâu bạn? Khi mà cái địch chạm vào cái vòng ma pháp chúng ta, từ cái vòng chiêu cuối đấy, cái địch sẽ bị làm chậm. Wow, đây là tuyệt vời nhá. Kiểu như bọn vãi ô nó lộn qua cái chiêu cuối, thế buồn quá anh em, thế phải thêm làm chậm chứ. Như thế nó mới hiệu quả được. Ui, gì đây? Nó đứng chát anh em ạ. Nó đứng chát luôn kìa. 3-1-0 này nha anh em. Hơi bị chết chơi luôn. Không thể đuổi được. Trận đấu này mình lên cái gì được nhỉ? Hệ thủy. Hủy diệt. Đấy, mình thích cái đồ này. Đặc biệt là chơi các vị tướng trợ thủ khả năng gây đam ấy, nhà con Batman này. Rồi các vị tướng khác ở dạng đầu game như là Richter. Ui, sợ quá. Bạn ơi, bạn chạy nhanh lên, không là bị tín hiệu oánh cho bây giờ ấy. Nhớ sử dụng kêu gọi tín hiệu về để mà khống chế cái địch nhá. Chưa kể cái cú đâm của anh em mặc dù bây giờ không gây cái lượng sát thương rồi, nhưng mà nó vẫn là một khả năng khống chế rất tuyệt vời. Thôi té để dụ này anh em. Xem là Zuka có làm ăn được nhá. Đây. Anh em thấy lợi hại chưa? Có tín hiệu này. Đây, đây là có tín hiệu và không có tín hiệu khi các bạn ăn các con lính quái tướng. Tiếp theo chúng ta có đó chính là sách truy hồn. Với cuốn sách này chúng ta giảm bớt được sức mạnh một vài vị tướng bên kẻ địch. Đương nhiên là cái cuốn sách này ở trong cái trận đấu này thì nó không gọi là quá gì là cần thiết quá. Các bạn hoàn toàn có thể lên thêm các trang bị phép cho tín hiệu. Nhà mình thích cái kiểu sách cơ, tức là mình muốn áp chế từ đầu cơ. Không có cơ hội nào để mà ngo ngoe lên được. Không thì các bạn có thể lựa chọn thêm rất là nhiều đồ phép để mà cấu địa địch. Hoặc các bạn thích an toàn hơn có thể là mặt nạ Berit nè. Còn không thì các bạn có thể lên cái đồ làm chậm như là trượng băng nè. Khi mà kẻ địch bị làm chậm ấy thì tín hiệu nó lại càng dễ cấu địa và dễ hầu kẻ địch hơn. Ok nhá, anh em nhìn này, mình cho tín hiệu nó đánh cái trụ này. Xem chất lượng đây anh em ơi. Chiêu cuối vào, tín hiệu giải quyết nó. Yeah, câu được tốc biến của Natalia luôn và khiến Natalia vào đánh đi. Và khiến Natalia không thể thủ trụ được. Anh em thấy sự lợi hại của tín hiệu chưa? Và nhớ là anh em, khi mà anh em lên quá nhiều tanh cho vị tướng Aisa ấy, thì hiệu quả nó cũng bình thường thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Aisa đánh xoay quanh con tín hiệu này. Mà muốn sức mạnh tín hiệu khỏe thì bạn phải lên phép. Con này chắc đấy anh em. Này thì vừa ấy 994 sát thực chuẩn. Bởi vì Aisa càng nhiều sát thực phép thì sức mạnh của tín hiệu nó càng thị thuận. Nhiều sát thực phép tín hiệu trâu hơn. Nhiều sát thực phép tín hiệu gây đam to hơn. Và nhiều sát thực phép tín hiệu nó khỏe hơn rất nhiều. Ui, tí là anh tín hiệu của chúng ta toang rồi anh em. Ok, trang bị kế tiếp vẫn tiếp tục là các trang bị phép rỉa thôi anh em. Bởi vì mình tin chắc rằng trận đấu này là cái thằng Wit nó không thể để cho chúng ta tin tưởng được. Vậy nên tự lực cánh sinh đi anh em. Ui, sợ quá, giật cả mình. Rất tiếc là mình không có hóa giải cho cái thằng Wit nha anh em. Cái sách này của mình ấy sẽ hạn chế rất là nhiều khả năng hồi phục của con Malok. Cơ bản là các bạn thể lên trang bị khác. Bởi vì thằng Malok thì tạm kệ nó thôi. Thì thằng Rat tự xử được nhỉ thôi. Mình là một người thích kiểu gọi là không thích dựa vào ai kiểu thế. Chút mình sẽ ăn cái con tà thần là cái con rồng cho anh em coi về sức mạnh tín hiệu nhá. Về vị tướng tín hiệu này thì thực sự không có quá nhiều để nói. Bởi vì bộ thức của tín hiệu không quá khó để chơi. Sử dụng chiêu 1 để cấu rỉa hoặc là chích bụi nhá. Bởi vì chích bụi ấy, nếu mà có kẻ địch thì các bạn sẽ tích số đúng không nào. Còn nếu mà có kẻ địch ấy thì tín hiệu nó sẽ nhảy đến tấn công bạn. Tấn công kẻ địch ở trong bụi đấy. Anh em đồng đội ghê thế cơ mà. Ăn luôn bạn ơi. Nhìn nha anh em, nhìn tín hiệu của tôi giải quyết cái con tà thần này nè. Tà thần này tuổi tí luôn anh em. Đây, tín hiệu của tôi vào tanh rồi. Nhưng mà tà thần vẫn đánh tôi. Thế mới cay chứ.
Đây, nếu mà anh em không muốn tà thần đánh bạn ấy thì các bạn di chuyển sang khỏi vị trí để tà thần không đánh nhá. Nhưng mà đấy kiểu như này, nhưng mà các bạn phải ướm cái góc để mà tí mít không đuổi theo bạn, hoặc là ra khỏi khu vực mà con tà thần đánh bạn là ok. Còn bây giờ sẽ đến tiết mục của tí nị quánh sắp mặt vào này. Sử dụng chiêu cuối thêm góc chủ lực địch nhé anh em. Không nên sử dụng chiêu cuối, cái bọn nó khả năng lăn lộn bởi vì nó thể qua chiêu cuối của bạn. Nhưng mà nếu bọn nó hết chiêu ấy thì bạn cứ tung ném vào đầu thẳng ngay. Rất là tuyệt vời. Yeah yeah, liên tục là ép này, sức ép liên tục đi. Không cho bọn nó được thở nhé. Mình dạo gần đây ấy, trưởng chia sẻ cho anh em vấn đề ở trên là đi trợ thủ ấy thì các bạn nên cầm uy áp. Nhưng bạn sẽ hỏi là tại sao trợ thủ nên cầm uy áp? Thứ nhất, cầm uy áp nó giúp cho thằng mid farm rất là nhanh. Và kể cả thằng mid, anh em đánh các vị tướng mid ấy, như là Rat nè, như là Rorion nè, và kể cả các vị tướng khác, hoàn toàn có thể và nên cầm uy áp. Bởi vì cầm uy áp, các bạn kết hợp với trợ thủ cầm uy áp, các bạn chỉ trong một tích tắc thôi là các bạn đã dọn xong cái đường mid rồi. Tránh tình trạng là kẻ địch túm 5 tụm 7 ra đường mid farm. Và với uy áp các bạn farm rất là nhanh, các bạn sẽ đảo gank sớm. Và quan trọng hơn, các bạn sẽ bớt bị người ta farm hộ đấy. Mà cho dù farm hộ thì các bạn đã liếm được một cái con lính trước khi bạn đi gank rồi. Như vậy là tiện không? Quá tiện đấy chứ. Bây giờ uy áp nó tối ưu lắm rồi anh em. Khống chế kẻ địch nè. Uầy uầy mấy thanh niên. Sợ quá. Đau chơi anh em ơi. Phải kê cho con tí nị mình cẩn thận đi nha anh em. Phải chăm sóc nó như là cục vàng luôn. Bởi vì mất tín hiệu ta sẽ mất cái thời gian chạy đâu bạn ơi. Trời ơi, đỉnh cấp thắt nó tiếp đấy kia. Kéo về miệng quá hủy quá. Rất hên cho con Van hên nha anh em. Đúng rồi, kiểu Van quá hên. Hồi máu rất là ghê. Cơ bản là tín hiệu chúng ta càng trâu thì nó chỉ thuận cái lượng sức khỏe của anh em. Anh em sức khỏe cao được càng khỏe rồi. Đánh luôn bạn ơi, úi dùi úi đau. Trời ơi, đỉnh cấp. Ui, nhìn càng ngày càng yêu tí nị này anh em ơi. Team địch mà cứ kiểu máu giấy này ấy, là đúng là tát phát nào là rụng răng phát đấy luôn ấy. Ui, ui anh em gì kìa. Làm gì bạn ơi, tát nọ. Ok, thank you Rat nhá. Rat đã tặng cho mình một cú chiêu cuối. Ui, mình bây giờ mới để ý là mình có hẳn hai cái điệu nhảy của Aisa nha anh em. Đầu tư phết chưa đấy anh em. Đầu tư hơi bị đỉnh đấy. Thực ra các vị tướng mà mình thích nhất ấy là các vị tướng không phải là quá hot pick, như là quân AK mình khá thích chơi này. Mặc dù bây giờ lặn mất tam rồi. Bởi vì AK nó có gì? AK nó khả năng khống chế ao chiêu. AK là một con thiên về kỹ năng rất là nhiều đấy. Nó là một con rất là thiên về kỹ năng. Thứ nhất là di chuyển này. Thứ hai là khống chế chiêu 1. Gọi đỉnh cấp nhá. Còn qua bây giờ là hơi bị ao meta tí rồi. Ép tiếp. Cấu rỉa, ui đau luôn anh em, đau luôn. Ui chứ xong rồi. Em pet của tôi cứu được không? Ui, mày quá trời luôn anh em. Tí là pet của tôi bảng rồi. Sợ quá. Ok, cho pet đẩy trụ nè. Pet vào đẩy trụ nè. Đấy, ghê chưa anh em. Cứ cho pet quại trụ rồi chúng ta ở từ xa. Lợi ích chưa anh em, quá lợi thế luôn đi chứ. Sử dụng đại địa hủy diệt và ăn thêm mạng. Thôi ghi thôi anh em ơi. Chứ kiểu này là tiên địch làm sao mà chọi nổi tôi đây. Tiếp thì con Lily hơi bị đau luôn. Ba đường nha anh em, sân bay rồi. 5, 4, 3. Cùng đếm ngược tín nị ra và hủy diệt Liliana nào. Hay là thôi cho tín nị giải quyết trụ đi. Đấm trụ đi tín nị ơi. Và đó là trận đấu với Aisa tín nị cùng với giới thiệu cho anh em 5 cái bộ trang phục của Brit cùng cái thời gian mà bạn chuẩn bị tuấn huy để mà đón nhận cái bộ trang phục hợp tác tuyệt vời nhé. Ok, cùng xem là có thể tin được Wit không. Đúng là tin thế đéo là được hả anh em. Câu này không bao giờ sai. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.